Ok, vẽ sen các bạn nhá. Dành cho tín đồ nào chưa biết vẽ sen, chúng ta sẽ cùng theo dõi hết video này cùng Mr. Tiêu các bạn nhá. Và nhớ nếu thấy hay thì chúng ta sẽ dành cho Mr. Tiêu một lời cảm ơn và cũng như là thưởng cho Mr. Tiêu một cái nút tim và chia sẻ các bạn nhá. Chúng ta sẽ cùng đến với những cánh sen đầu tiên. Chấm một điểm ở giữa làm trọng tâm, sau đó vẽ những cánh phía sau trước. Đấy, đi cái cuống gần trước nha, đây hình trái tim lộn ngược này, vắt dọc. Chúng ta sẽ cho một vài cánh ngả xuống dưới, lượn xuống dưới như thế này, cong hình giống như quả chuối luôn các bạn nhỉ. Đấy, cứ cái xương trước xong là nét hai bên sau, hoặc là nét bên trên trước xong đó nét bên dưới sau là sẽ ra các bạn nhé. Đấy, nốt cánh bên dưới này cho nó đầy đặn này, kéo dài nối thêm đế vào đây. Cánh thì có thể là trao nghiêng bên nọ, trao nghiêng bên kia. Đấy, nghiêng lên trên, nghiêng xuống dưới, rồi để cái cuống ra. Cái cuống chúng ta cũng đi một đường thẳng xuôi xuống đã, xong bắt đầu đế thêm thịt hai bên cho nó dày dặn các bạn nhé. Một cánh nó giống như cái lá tre các bạn nhỉ. Đấy, một cái búp này và vài cái búp ở phía đằng trước nữa, thành ra cái nụ này rất tự nhiên đúng không nào. Khi làm màu 3D chúng ta cũng làm tương tự nhé. Đầu tiên chúng ta vẫn phải phác hình trước, sau đó chúng ta mới tiến hành lên màu. Đấy, kéo ra sang bên phải, sang bên trái, đến một vài nét lên bên này nữa là xong đúng không? Kéo dài nét ra thoải mái, thật là thoải mái nha. Cái tay chúng ta cầm bút dài ra, các bạn nhìn thấy mũi bút tay của Mr. Tiêu không? Nó sẽ không được cầm ngắn bút quá nha. Một vài cái nhị sen, đài sen bên trong, cái phần này về sau sẽ là màu vàng, cam và tí trắng đúng không nhỉ? Kéo thêm tiếp tục các cánh phụ sang hai bên hình quả chuối, kéo lên đây, đưa sang đây. Nhớ là tất cả các điểm nó sẽ dồn về tâm nhé. Phía tâm là phần dưới cái cuống nhị đấy nhá. Kéo dài về, đua dài ra, kéo thêm này, một vài trái tim lộn ngược này. Nhớ là những cánh này góc góc nhìn của chúng ta là nhìn nghiêng và nhìn thẳng đứng từ trên xuống, chách chách đậy đúng không? Thì nó sẽ nhìn được cả phần nhị bên trong một tí. Còn những cánh nào chúng ta theo hướng nhìn ngang thì chúng ta sẽ không thể nhìn thấy nhị đâu các bạn nhé. Kéo lên đây, những cái bông nào nở quá như thế này, tức là nở đạt cái độ chín của nó rồi ấy, thì chúng ta sẽ thấy được cái nhị bên trong. Còn những bông nào mà trúng chím nở thì sẽ không nhìn thấy đâu. Kéo lên đây, những cánh chính xong rồi chúng ta đế thêm một vài cánh phụ cho nó dày dặn là được. Lát nữa thì chúng ta sẽ được Mr. Tiêu hướng dẫn thêm một vài những cái bông sen cũng như là cái lá sen. Đấy, chấm bi một vài những cái này gọi là phấn hoa nhỉ, phấn hoa. Kéo thêm, Mr. Tiêu sẽ chiếu thêm cho các bạn một số những hình ảnh thực của bông hoa sen để cho các bạn ngắm cũng như là có một cái trải nghiệm thực tế nhất có thể nhé. Kéo lên đây, lại tiếp tục một cái lá. Lá chúng ta chấm một cái điểm từ ở giữa ra và tất cả những cái gân chúng ta đi trước. Đấy, từ gân chính này các bạn xả ra chạc hình chữ Y, rồi là uốn lượn cong veo đúng không nhỉ. Đấy, lượn ra lượn vào, thậm chí to hơn một tí bất hứng nhỉ. Đấy, nối liền với nhau. Xong từ đây mình ra những chạc chữ Y nhỏ hơn, kéo dài những cái gân ra nữa. Đấy, gân to gân nhỏ, hơi đánh võng một tí thì cái gân lá và nó tạo thành cái lá nó lõm lõm trũng xuống một tí. Đây là cái phần lá non, nó đang chưa nở hẳn đâu nhỉ, nó sẽ hơi xun xun xoan xoan như thế này. Kéo lên hai bên. Đấy, các bạn nhìn thao tác của chúng ta sẽ nhớ và thực hiện đúng nhé. Một vài cái cuống gân xuống đây nữa. Đấy, đây là khâu phác hình. Mình sẽ có một video riêng hướng dẫn các bạn để các bạn nắm được cái cách chúng ta lên màu theo thứ tự bông hoa như thế nào. Kéo thật kỹ càng nhé. Đây là một vài cái nụ dạng như nó đang nở dở ấy. Kéo được từ từ thôi nhé. Đấy, chúng ta sẽ nhớ follow và chia sẻ giúp Mr. Tiêu để chúng ta có một kênh học vẽ cực kỳ bổ ích nha. Mr. Tiêu rất cảm ơn sự chú ý lắng nghe của tất cả các bạn và mong sao góp một phần nào đó công sức nhỏ bé để chúng ta có thể lên tay vẽ thật giỏi và cùng chia sẻ để chúng ta tất cả chúng ta trở thành họa sĩ các bạn nhé. Đây là một những cái đài sen này. Rồi, xin cảm ơn tất cả các bạn đã chú ý lắng nghe. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào.